Hôm qua, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Chân Nam, sinh năm 1983, trú tại phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, về các tội giết người và hủy hoại tài sản. Theo cáo trạng, đầu năm 2022, Nam quen biết và sống chung như vợ chồng với Thái Cẩm Châu, sinh năm 1984, và con riêng của Châu là Thái Bảo Trần, sinh năm 2015 tại nhà Nam. Sau thời gian chung sống, Nam và Châu thường xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau nên Châu về sống tại nhà ông Lâm Truyền Dân, cậu ruột Châu, trên đường Nguyễn Đình Chiểu, khóm 4, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc. Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 2 tháng 11, sau khi uống hết 1,5 lít rượu, Nam nhớ lại việc bị Châu ruồng bỏ nên nảy sinh ý định đốt nhà ông Dân, giết chết Châu trả thù. Để thực hiện, đợi đến thời điểm ông Dân, Châu và Trần đang ngủ, Nam châm lửa đốt nhà khiến Châu và Trần tử vong, còn ông Dân được lực lượng cứu hộ và người dân kịp thời đập tường cứu thoát ra ngoài. Ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn căn nhà của ông Dân. Sáng cùng ngày, Nam ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo kết luận giám định, tổng giá trị tài sản thiệt hại trên 310 triệu đồng. Đến ngày 25 tháng 2 năm 2023, ông Dân bị bệnh chết. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Giang Nam tử hình về tội giết người, 7 năm tù về tội hủy hoại tài sản. Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Nam là tử hình, đồng thời buộc bị cáo Nam có trách nhiệm bồi thường cho đại diện hợp pháp của người bị hại số tiền trên 670 triệu đồng.